Thì các bạn cái đường vô xe buýt ha, mình có một cái gian hàng thư pháp ở đây ha. Đây là ngoài cổng chúng ta đi vô, bên kia là bơi xuồng đó các bạn. Rồi chúng ta đi vô chỗ này là có một cái nơi để chúng ta xem phim tư liệu. Đường này chúng ta xem phim tư liệu ha. Rồi đây là gian hàng thư pháp của mình nè, đó. Mới làm chiều nay. Đây là bà đầu.